Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người hai cái loại phân bón lá. Một là giúp cây sứ tạo mầm hoa. Tạo mầm hoa thì nó cũng giảm tình trạng là cái chùm nụ nó chỉ mới nhú lên rồi nó rụng mọi người. Hai là khi mà nụ nó lớn lên á, nó lớn lên một xíu thì nó sẽ giảm cái tình trạng là rụng nụ sớm nha mọi người. Rồi hôm nay mình sẽ phun phân bón lá cho cái cây này. Thì cái cây này video trước mình cũng chia sẻ mọi người cách bón phân rồi. Thì giai đoạn mà cây nó chuẩn bị ra nụ như thế này mọi người, là mình không có bón phân gì nữa hết á, để tránh tình trạng là nó rụng nụ sớm nha mọi người, nó đi ngọn. Nè, ví dụ như ở đây có một chùm nụ hơi to một xíu nè. Cái ngọn nếu như mà mình bón phân nữa thì cái ngọn này nó đi rất là nhanh và nó sẽ bỏ chùm nụ nha mọi người. Nhưng nếu như mà mình không có bón phân gì hết á, là nó sẽ cái chùm nụ mà lớn lên thì nó sẽ hút dinh dưỡng mạnh, nó nuôi cái nụ này, thì cái tình trạng là cái chồi này nó sẽ chậm lớn, nó chậm lớn nha mọi người. Nó chậm lớn thì cái chùm nụ này nó sẽ không bị rụng. Còn nếu như mà mình bón phân nữa, bón phân gốc nữa thì cái ngọn này nó sẽ đi lên và cái chùm nụ nó sẽ rụng. Nó rồi nếu như nó không bị rụng thì hoa nó sẽ bị té hoa nè, hoặc là hoa nó nở không được đẹp như lúc nãy mọi người. Nó không tét hoa nhưng mà những cánh hoa nó to quá, nó xếp những cánh hoa nó không có được đều đẹp nha. Rồi thì có một số chồi nó mới vừa nhú lên như thế này đó, còn một số thì chưa nha mọi người, chưa gì hết. Rồi thì những mấy ngày trước trước khi những cây này nhú cái chùm nụ bé như thế này á, là mình định chia sẻ mọi người rồi, nhưng mà mấy bữa nay nó mưa mọi người cho nên là quay nó hơi trễ một xíu. Rồi thì hai cái loại mà phân bón lá mình chia sẻ với mọi người á, là cái này là siêu lăng nha mọi người. Những nói chung là rất là nhiều loại, nhưng mà giai đoạn mà tạo mầm hoa á, là cái này là y như là vật chất để mà tạo nên cái chùm hoa như thế này nè. Nó nói chung là mình làm vườn á, là trước khi làm hoa làm trái cây gì thì mình phải bón lăng cho nó, bón lăng trước cho nó nha mọi người, để nó giảm cái tình trạng là hoa ít, nó tạo mầm hoa ít, tạo mầm hoa ít. Với lại là cái đến giai đoạn là nó ra nụ ra hoa, cái này là do sinh lý á, nó ra nhưng mà nó bị khô hoa, nó rụng, nó là mình phải bón lăng cho nó. Một là súp bê lăng, hai là mình bón DAP. Thường mình sẽ bón DAP bởi vì nó có một ít đạm và mà lăng nha mọi người. Còn cái này là có đạm 10%, lăng 60, 10, 10 60, 10 nha mọi người. Đó. Nè, tạo mầm hoa cực mạnh đó. Rồi, hai là thuốc dây cuốn. Cái này nói dây cuốn canxi bo. Nó tác dụng của canxi, tác dụng của bo đi. Bo thì nó tạo cái lớp màng, nó lớp màng phủ bên ngoài nè. Nó y như là cây nó lớn lên bao nhiêu thì nó cần bo, nó xây bề mặt ở bên ngoài. Còn canxi thì nó giúp cho bo nó xây, thì canxi nó sẽ giúp cho là cứng cáp hơn, cứng cáp thành tế bào mọi người. Rồi thì mình sẽ pha đầu tiên vô phun cho cây này, thì mình sẽ pha hai cái này vô một lít nước. Cái này thì 1 gram cho 1 lít nước. Còn cái này thì 1 ml cho 1 lít nước. Ở đây mình không có muỗng 1 gram, thì mình cứ lường bằng cái muỗng này mọi người. Nó nói chung là một xíu như thế này thôi. Thì lúc trước mình cũng chia sẻ mọi người là đầy cái muỗng này là 5 gram nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ phun cho nó. Mình sẽ lắc lên và phun cho nó. Thì phun mấy cái loại thuốc dưỡng thì mình sẽ phun vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát nha mọi người. Đó. Nếu như mà mình phun buổi trưa thì cây nó sẽ hấp thụ nó ít.
hấp thụ không tốt. Phun buổi chiều mát thì những cái lỗ mà trao đổi chất, trao đổi khí trên cái bề mặt lá mọi người nó mở ra thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn. Còn buổi sáng, buổi khi mà trời nắng lên nó sẽ đóng lại thì độ bốc hơi nó sẽ nhanh, với lại là nó hấp thu nó sẽ kém. Rồi, còn lại thì mình sẽ bón vào gốc luôn. Rồi thì phun như vậy là được nha mọi người. Rồi thì cái phân bón lân á là mình chỉ phun một lần này thôi. Còn bo á là khoảng 5 ngày sau hoặc là 7 ngày sau mình phun lại một lần nữa. Mình phun lại một lần nữa, còn lân nữa thì phun chỉ một lần thôi. Rồi sau một lần mình phun lân với lại là canxi bo mọi người, thì bây giờ mình thấy là cây sứ nó cũng đã đứng ngọn rồi. Bây giờ nó chuẩn bị ra nụ đều hết mọi người. Đó thì lân nó cũng kích thích ra hoa nha mọi người. Đó, vừa chống không rụng nụ mà vừa kích thích ra hoa luôn. Đó thì bây giờ là mình phun một lần bo nữa là sau một tuần so với lần đầu tiên nha mọi người. Mình phun canxi bo lên để cho những cái nụ này nó giảm tình trạng rụng sớm nha mọi người. Rồi hôm nay mình quay kết quả cho mọi người xem nha. Hiện tại thì mùa mưa, nay nó bão nữa mọi người, ngày nào cũng mưa hết. Nói chung là ngày sáng mưa, chiều mưa. Đó, hoa nở này mọi người, nhìn nó rất là đẹp luôn. Rồi thì cái cây sứ này lúc trước mình chia sẻ mọi người, nói chung là chung cái series luôn á. Lúc trước chia sẻ mọi người cách bón phân. Cái này ai mà xem kênh của mình lâu á thì cái video mới video trước thôi, mình chia sẻ cách bón phân sau khi chơi hoa xong. Mọi người bón phân tốt thì mọi người xem là cành này, nó mập nhìn nó rất là đủ lực luôn, cho nên là nuôi hoa rất là khỏe. Mình trong video đó mình cũng chia sẻ mọi người một ý là mình chỉ cần bón phân đúng thôi, đúng giai đoạn thôi, chứ bón nhiều nhiều khi nó cũng không tốt nha mọi người. Đó thì đây là kết quả đợt hoa thứ hai, nó chung một video luôn, mình chia sẻ trên một cây luôn. Rồi thì hiện tại mưa rất là nhiều luôn, ngày nào cũng mưa hết thì cây sứ nó dễ gặp tình trạng là rụng nụ. Nhưng mà cái cây này mọi người xem nè, không có gặp tình trạng rụng nụ nha mọi người. Đó thì khi mà cây hoa sứ nó có đặc điểm vậy mọi người, là khi những cái hoa to này nó lớn trước thì những cái hoa nhỏ này nó rất là dễ rụng luôn. Đó, ai chơi sứ cũng biết rất là dễ rụng, nhưng cái cây này tình trạng này là không gặp nha. Nó khi mà mình cung cấp đủ chất cho nó đó nè mọi người, thấy nè, sau khi hoa này nở thì những cái hoa này nó sẽ nở sau nha, nó không có bị rụng. Trên những cái chùm nụ này cũng như vậy. Đó, cái nó giống này không rộ nở nguyên một chùm một lượt, nhưng mà nó nở trước nở sau, nhưng mà những cái nụ này nó sẽ không có bị rụng. Đặc biệt là mùa mưa bão này nữa thì mọi người nhớ phun thuốc nấm nữa nha, chứ nấm nó cũng gây rụng nụ nữa mọi người thấy nè. Đó thì cái này nó không có nở đồng loạt với nhau là bởi vì đợt hoa thứ hai rồi mọi người. Đợt hoa thứ hai thứ ba rồi á thì nó, mọi người muốn cho nó nở đồng loạt thì cực kỳ khó luôn, nhưng mà nó nở đều đều như thế này là cũng là đạt rồi, chứ không phải là đạt yêu cầu đợt hoa thứ hai thứ ba, mà nó phải đều như là cái đợt đầu tiên mình xả tàn nha. Cái này là cũng chấp nhận được. Rồi thì cái video này là mình chia sẻ mọi người hai cái loại mà phân bón lá, nó để cung cấp chất lân, để cung cấp chất cho nụ, để nó đủ chất, nó không có gây rụng nụ, với lại là canxi bo mọi người, giúp cho nó dai cuống nha. Nó mưa gió từ hôm nay mưa bão nhưng mà hoa nở rất là đẹp luôn mọi người. Rồi thôi, chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người ở những video sau của mình.